Rồi chào mọi người. Ông cãi nhau với ông già ấy. Ừ. Thế là ông cày. Thế là ông đéo về ăn cơm luôn. Chào mọi người nhá. Ai? Cái anh Thành đi. Ờ. Thế anh chặt vịt, anh thuê anh chặt vịt mà. Ờ. Cái anh đã chặt vịt, thế là đi uống bia. Ừ. Cậu lại khét bia đấy, thế là tao uống, thế tao hoài ra thì mẹ gọi khiếp mực miếc các kiểu, gọi bao nhiêu ra. Ừ. Ăn thoải mái luôn. Nói chung là dễ. Ông với mẹ ngày đến tiền tầm chục triệu thì mấy trăm bạc của ông ấy làm cái đéo gì. Tầm đấy chỉ là muỗi thôi. Mẹ ngày trăm con vịt như nào thế. Buổi chiều là trăm con vịt. Ừ. Ngày nào thế à? Ừ. Thế mẹ. Thịt mẹ bán thịt mẹ nhất cũng lại hiện cái tỉnh luôn đấy. Ừ. Bán thịt chạy nhất cái tỉnh luôn. Điên à, nhưng mà vẫn chưa bằng cái cầu nông tiến được. Đấy ngày 300 con mà. Không, nhưng mà nếu mà để ông này làm thêm mấy năm nữa, ông có vốn ông mở thêm nhiều cơ sở nữa ấy. Cứ nghe cái mát. Mới đây là vẫn thuê thôi. Đây là vẫn thêm một cái mẹ gọi là cái sân của người ta để làm thôi. Ừ. Đây là ông mới tiến là nhanh. Ta sợ cái ông bà cái bà cho thuê sân tăng giá hơn. Kéo tăng vẫn thế. Bao tiền ta? Mà quen. Tao chả biết giá bao nhiêu mà quen. Bà đi mẹ không lùn đã ra xin phong công vị. Bà đấy à? Để đấy kìa. Mất vãi lùn luôn. Bà lại khăm khắm rồi kéo gửi thì mẹ vào đấy thực hiện. Thật à? Ừ. Như nào? Thì mẹ vào nó mới đầu thì mẹ kiểu xin nước ấy. Ừ. Cái anh chặt vịt và xin nước bảo thế nhà ta đều có nước lạnh nữa. Nước lọc không? Nước lọc bà ơi. Nước lọc cũng không có rồi nhá. Ờ. Mày tự im mà mua. Với vãi lộn, nhà đéo có nước lọc, đéo có nước lạnh thì đéo thì mẹ đéo sống một cái đéo gì. Ờ, thế để cho anh đi ông thôi. Phải ra mua mẹ đi mua mẹ nước luôn. Cảnh thế ông nói gì không? Đéo nói gì anh Thành nó kệ mẹ bà. Mẹ sau cứ đem mang đi nước đi mua. Ừ. Có anh thuê được lâu dài không? Ta sợ cho tiền triệu mỗi lần bằng cho tiền triệu mất. Nên thế tính theo tháng này theo ngày. Tính theo tháng. Chứ mà quay này không nghỉ. Nhưng mà ngày nào cũng ra xin phao cò. Ừ, ngày nào. Xin bao nhiêu cái? Tiền chục cái một thôi. Bây giờ chục cái phao cò là chục con vịt đấy. Thật á? Ừ. Phao cò vịt nhưng mà hay ông ở lần nào ông Thành cũng chưa bẩn đây. Ông dám. Dám rửa các kiểu ấy. Không. Phao cò ông làm sạch lắm. Ông thuê người mà. Ừ. Vật lông các kiểu. Vật lông thịt thiếc. Sài cá hồ nói chung ông này ông làm cẩn thận, ông không để mất uy tín đâu. Ừ. Bạn ăn phao câu nướng rồi à? Phao câu quay ấy. Ờ. Còn nhiều người ta không ăn phao câu, người ta để lại ấy. Ờ. Thông báo cứ lấy bà xin à? Ừ. Hẹn mọi người ra bye bye. Nghe là